Anh ăn xong chưa để uống thuốc? Em xem thì mình có sốt không? À, thế em vẫn mệt quá. Có sốt đấy. Nhà anh không có nhiệt kế à? Anh không có. Nhưng anh nghĩ là tay em sẽ chuẩn hơn nhiệt kế đấy. Anh uống đi. Không uống được không? Tùy anh. Nếu anh muốn khỏi nhanh thì nên uống. Còn nếu mà muốn ốm lai dai thì tùy. Nhưng mà... Anh đã nói với cả tôi là nếu bản thân mình mà không biết tự yêu lấy mình thì đừng có mong người khác yêu mình mà. Tức là anh yêu bản thân anh thì em sẽ yêu anh. Tôi không có thời gian nói chuyện linh tinh đâu. Anh có uống không? Thế nói thật là hồi bé anh bị hóc thuốc một lần, nên bây giờ là nhìn thấy thuốc sợ lắm. Em bẻ nhỏ cho anh được không? Thôi đấy, đây anh uống, anh uống. Ngồi đây. Quên này. Đây. Hay là mình đến với nhau đi. Ý của anh là để mỗi khi mà mình ốm đau, mệt mỏi hay là gặp khó khăn thì mình sẽ không bị cảm giác cô độc và luôn có một ai đó để mình tựa vào. Nói thật chứ, ở cái tuổi này rồi, nói chuyện tình yêu long trời lở đất hay là thể sống thể chết thì chắc em chả tin đâu. Nhưng mà tình cảm mà anh dành cho em là thật. Nói thật là cũng đã từ rất lâu rồi. Sau những mối quan hệ không đầu không cuối, rồi sau những lần bị phản bội, thì anh vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ được hạnh phúc, có một mái ấm bình thường. Anh cũng biết đấy, một người có hoàn cảnh như tôi mà gặp được anh thì người ta sẽ nói là mèo mù với cá rán. Tôi là người có rất nhiều gánh nặng, gánh trên vai nhiều trách nhiệm và sự ràng buộc. Tôi cũng rất sợ sự đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi cũng... Điều đó thì anh biết. Chỉ có một điều mà anh không biết, đấy là em có muốn bên cạnh anh không? Tôi chỉ sợ là... Đừng sợ. Chỉ cần em can đảm, cho chúng ta một cơ hội. Chỉ cần em dám thử, thì anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình để làm sao em sẽ không chán anh đến mức
phản bội anh. Anh bị ám ảnh vì sự phản bội à? Dù thế, nhưng mà đúng thật là anh bị ám ảnh ấy, cho nên là anh rất tha thiết có được người phụ nữ mà anh đã lựa chọn sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ cùng anh vun vén trong mối quan hệ này, dù cho gặp khó khăn như thế nào cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Em đồng ý nhé. Alo mẹ. Khuê ơi, con qua đón bấm trông con bé giúp mẹ, để mẹ đưa Thái đi khám bệnh viện xem như thế nào, được không? Anh ấy bị làm sao hả mẹ? Thái nó đau bụng từ hôm qua cho đến giờ con ạ. Giờ thì lại nôn, nó không dừng được, mẹ sợ lắm. Vâng ạ, con sẽ chạy qua đó ngay. Em phải đi bây giờ, để anh đưa đi. Thôi, anh đang ốm, tôi tự đi được. Thế đến nơi gọi điện cho anh nhá. Vâng ạ. Này, em đồng ý với anh rồi đấy nhá. Ơ, sao anh lại ở đây? Anh đang ốm đến đây làm gì? Thì mãi không thấy em nhắn tin gì cả. Cũng sợ phiền em, bởi vì lúc đấy nhớ em có việc. Rồi cũng sợ. Sợ em quên mất em đã đồng ý với anh rồi, cho nên em đến đây. Em có thấy anh phiền không? Không phiền, mà là rất phiền. Nếu như không sợ lây cho anh ôm cái. Bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái sẽ còn rất là nhiều tình tiết hấp dẫn cho đến tập cuối cùng của phim. Nên là quý vị khán giả hãy cùng đón xem phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái vào tối thứ Tư và thứ Năm trên VTV Giải Trí nhé.